Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Thì hôm nay em Ánh sẽ làm một cái video rất là ngắn nói về cái quá trình mà khi mua nhà thì cần phải như những cái câu mà em Ánh hay thường xuyên nói trong một số cái video mà khách hàng, nếu như mà khách hàng nào quan tâm thường xuyên ấy thì sẽ nghe thấy một câu mà câu nói là nhà này là có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vậy thì hôm nay em sẽ làm về cái chủ đề vay vốn ngân hàng khi mua nhà là như thế nào. Liệu khi mà cái tài sản sổ đỏ cắm vào trong ngân hàng có bị mất nhà hay không? Và cái quy trình vay vốn ngân hàng như thế nào? Thì em Ánh sẽ nói rất là cụ thể, rất là chi tiết để những quý khách hàng, quý cô chú, anh chị và các bạn có thắc mắc về những cái vấn đề khi mua nhà cần hỗ trợ vay vốn làm sao thì là có thể theo dõi vào cái video này. Em sẽ làm một cái rất là cụ thể và chi tiết nhất để quý khách hàng có thể làm sao mà nghe hiểu rõ nhất những cái quá trình mua bán về nếu mà liên quan đến lại vay vốn ngân hàng mọi người nhé. Thì là thường thường như bây giờ mọi người có thể biết đấy, tất cả cái việc vay vốn khi mà mua nhà này, mua xe này, rồi là mua điện thoại, bây giờ đều liên quan đến hai chữ ngân hàng. Nên là mọi người, rất nhiều cô chú anh chị cũng gọi điện hoặc là nhắn tin riêng với lại em Ánh nói về có thể cho anh chị biết được cái quy trình vay vốn ngân hàng ra làm sao, cái lãi suất nó như thế nào và cái thời gian vay. Thì hôm nay sẽ có tất cả trong cái video này. Xin mời mọi người hướng vào trên màn hình nhé. Cái vay thế chấp tài sản là gì mọi người ạ? Cái vay thế chấp tài sản ở đây là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo về những sổ đỏ này, sổ hồng này, mua xe ô tô này, mua xe máy này, các cái dịch vụ về máy móc, thiết bị này là mọi người có thể vay để thế chấp. Thì đặc biệt một điều là cái quá trình vay thế chấp tài sản ấy thì người vay vẫn cứ là sở hữu các tài sản đó, ngân hàng đều, ngân hàng chỉ cầm cố cái tài sản đấy thôi. Các ưu điểm khi mà vay thế chấp mọi người ạ, một số cái ngân hàng ấy hiện nay có những cái lãi suất rất là ưu đãi, hấp dẫn, chỉ từ 7,2% thôi. Nhưng mà đặc biệt là theo em biết ý, thì là chỉ hỗ trợ để vay mua nhà thôi mọi người ạ. Còn nếu như mà vay để kinh doanh cũng như là để mua xe ô tô thì cái lãi suất nó cao hơn một chút. Số tiền được vay thì rất là lớn, tối đa 80% giá trị tài sản về cái việc mua nhà, sửa nhà, mua ô tô, kinh doanh, đi du học. Cái thời gian vay thì rất là dài mọi người nhá. Cái thời gian vay tối đa lên tới 25 năm và tối thiểu là 6 tháng với loại hình là kinh doanh. Và với loại hình mà mua nhà thì là tối thiểu là 3 năm. Mọi người thì vẫn cứ sử dụng được cái tài sản của mình mà không lo sợ là ngân hàng cầm cố thì là không được sử dụng nha. Mình vẫn được sử dụng, tuy nhiên chỉ là cầm về những cái giấy tờ hợp pháp thôi. Thứ ba là về cái lãi suất cạnh tranh thì lãi suất chỉ từ rơi vào cái mức độ khoảng tầm 6-8% một năm đầu tiên. Từ năm thứ 2 thì khoảng 10-11% thôi. Mọi người về cái điều kiện để được vay thế chấp thì như thế nào? Cũng như là khách hàng hỏi là bây giờ cô chú ở tỉnh thì có vay được không? Câu trả lời ở đây là có mọi người nhé. Thứ nhất là về cái nơi lưu trú, khách hàng thì phải có hộ khẩu hoặc là cái đăng ký tạm trú tạm vắng tại cái nơi mình sinh sống. Cái đăng ký tạm trú dài hạn tại nơi mình là đang thực hiện mọi người ạ. Nói chung bất kỳ ở tỉnh nào cũng có thể mua được nhà ở Hà Nội. Cái đấy mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Thứ hai, cái năng lực pháp lý. Cái năng lực pháp lý ở đây thì như thế nào ạ? Người vay thì là phải là người có đủ cái năng lực để chi trả cái tiền lãi suất hàng tháng ấy mọi người. Đấy gọi là cái năng lực pháp lý. Và cái độ tuổi để thực hiện cái năng lực pháp lý này thì từ 18 tuổi trở lên và không quá 70 tuổi. Đó là cái tuổi 70 tuổi ở đây nó là cái tuổi giới hạn để cho vay ấy mọi người. Ở bên ngân hàng người ta ví dụ 70 tuổi, khi mà ví dụ bố
bạn hoặc là ông bạn mà ví dụ 70 tuổi rồi mà đứng ra mà vay vốn ngân hàng ấy, thì là cái này là chắc chắn là ngân hàng người ta sẽ phải cân nhắc xem là cái mình có đủ khả năng để chi trả hay không. Thứ ba, cái tình trạng tài sản ấy, tài sản thế chấp thì phải thuộc quyền sở hữu của người vay hoặc được bảo lãnh bởi quyền sở hữu của một bên thứ ba. Tài sản ở đây có nghĩa là như thế nào ạ? Tài sản, tình trạng tài sản là ví dụ mình đang phải đứng tên nhá mọi người nhá, ví dụ như sổ đỏ, sổ hồng chẳng hạn, thì là quý anh chị cô chú là phải là người đứng tên trên sổ đỏ thì mới là người trực tiếp đứng ra vay được. Cái thứ tư, cái khả năng trả nợ. Cái khách hàng đã phải đảm bảo khả năng có thể trả nợ như thế nào ạ? Có nghĩa là mình phải có thu nhập ổn định, mình phải có công việc ổn định hàng tháng. Ở đây ngân hàng người ta sẽ xét theo cái hợp đồng lao động này, theo cái mức lương của anh chị để người ta xem cái khả năng chi trả của mình để người ta hỗ trợ cho mình vay. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với các loại giấy tờ phải có khi vay thế chấp. Các loại giấy tờ ở đây, thứ nhất đó là giấy tờ tùy thân của mọi người, giấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, hoặc là bây giờ nó là thẻ thay thế vào cái chứng minh thư thì có thể dùng thẻ căn cước của vợ hoặc chồng người vay mọi người ạ. Cái này thì nó thật là ai bây giờ nếu mà từ 18 tuổi trở lên thì cái giấy tờ tùy thân này hầu như là ai cũng đầy đủ hết. Thứ hai là thông tin về vợ và chồng thì phải có đầy đủ về bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc là bản sao về giấy chứng nhận là độc thân. Nếu như mà nếu như mà các bạn nào mà chưa đăng ký kết hôn, tức là chưa lấy chồng hoặc chưa lấy vợ ấy, thì có thể là chỉ cần cung cấp với lại bên ngân hàng là cái giấy chứng nhận độc thân thôi là mình có thể vay được rồi. Cái thứ ba, cái mục đích vay thì các văn bản liên quan đến cái mục đích vay. Ví dụ ở đây nó như là hợp đồng mua nhà này, cái giấy phép xây dựng này, hợp đồng sửa chữa nhà này, hợp đồng mua xe ô tô này. Đây là em nói chung chung mọi người nhá. Mọi người có thể cân nhắc cái này là em nói khá là chung. Cái phần chứng minh, cái tài chính cũng như là cái chứng minh cái thu nhập của quý khách hàng ở đây thì là cái giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và cái nguồn trả nợ. Thì thứ nhất nó là cái liên quan đến cái hợp đồng lao động, cái sao kê bảng lương, bảng lương mọi người ạ, giấy phép kinh doanh. Ví dụ như là vợ chồng em cũng là làm khá nhiều với lại các cặp vợ chồng trẻ thì cái chứng minh tài chính cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì bây giờ đa phần là mọi người làm liên quan đến công ty ấy, thì cái hợp đồng lao động cũng như là cái bảng sao kê lương thì cái đấy nó là điều rất là đơn giản đối với một công ty khi mà cung cấp cho nhân viên để đi mua nhà, thì cái đấy em nghĩ là không có một công ty nào làm khó nhân viên cả. Thứ năm, nó là tài sản đảm bảo, cái giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đảm bảo thì là gồm sổ đỏ này, sổ hồng này, đăng ký xe này. Nếu như mà mình mua nhà thì hiện nay nếu như mà bên em anh làm ấy, cái mua nhà thì là cần sổ đỏ, và sổ đỏ thì là đứng tên hai vợ chồng, thường thường là như vậy. Còn nếu như mà chưa lấy vợ chưa lấy chồng thì sẽ đứng tên một người ở trên sổ đỏ, và tất nhiên là vẫn cần đầy đủ các giấy tờ liên quan khi mà vay thế chấp. Như thế là em anh đã nói gần như cũng khá là chi tiết, mọi người có thể vừa nghe vừa nhìn ở trên slideshow, vừa nhìn ở trên cái video ấy, thì em anh cũng có làm một cái slideshow rất là cụ thể để ví dụ như các cô chú thì có thể nhìn ở trên đấy từng cái quy trình, từng cái quy cách vay. Thực ra thì mọi người cứ lo sợ về cái việc vay vốn ngân hàng, lo lắng là sợ mất nhà ấy, thì cái trường hợp mà mất nhà ở đây nó là như thế nào mọi người ạ? Cái trường hợp mất nhà ở đây là khi quý khách hàng đã cắm sổ đỏ vào trong ngân hàng và không có khả năng chi trả, thì cái tài sản đấy ngân hàng sẽ thanh lý. Thì lúc đấy không phải là mất nhà đâu mọi người ạ, mà là vì mọi người không có khả năng chi trả nên ngân hàng phải lấy cái đấy làm cái tài sản đảm bảo ấy. Nên là một số quý khách hàng gọi điện cho em ấy, muốn mua nhà lắm nhưng mà bây giờ không muốn vay ngân hàng. Thực sự để mà nói, đây là sự chia sẻ cá nhân thôi, không vay ngân hàng thì mọi người có thể vay anh em, vay họ hàng để mình mua nhà. Rất là tiếc với một số khách hàng mà mua cái căn nhà chỉ tầm hơn 1 tỷ thôi, ví dụ tỷ 3 của bên em, tỷ 3 hoặc là tỷ 4 thôi, nhưng mà lại thiếu mất khoảng tầm 200, 300 gì đấy mà không vay ngân hàng. Thì đấy là một sự đáng tiếc mà mọi người không thể sở hữu cho mình cái căn nhà mình mong muốn được. Bởi vì là cái cá nhân của em đây, bản thân em mua nhà, em cũng vay ngân hàng. Ngân hàng không có gì đáng sợ đâu mọi người ạ.
không có bất kỳ một cái điều gì đáng sợ cả. Hiện nay cái lãi suất của bên ngân hàng ấy, mọi người có thể biết rằng cái việc ở đây chắc chắn là một số người khách hàng của em ấy, thì có những người có kinh nghiệm đi mua nhà, có những người chưa có kinh nghiệm bao giờ, có những người đã từng mua một căn, hai căn, và có những người tất nhiên ở trên kênh của em thì có tất cả, có những người chủ đầu tư, có quý khách hàng thì là cả bên là đồng nghiệp của em, thì tất nhiên là mọi người đều biết rồi. Nhưng em đang nói đến với những quý khách hàng chưa biết là cái lãi suất ngân hàng khi mà mua nhà mọi người ạ, là lãi suất thấp nhất trong tất cả các loại lãi suất cho vay theo hình thức mà thế chấp đảm bảo ấy, thì là cho vay để mua nhà là hình thức thấp nhất. Và tính đến thời điểm hiện tại thì có một số ngân hàng đang là giảm cái phần lãi suất xuống rất là thấp, ví dụ như là giảm từ 7,8 xuống 7,2% một năm đầu, rồi một số ngân hàng từ 8,9 xuống 7,5% chẳng hạn. 7,5% một năm đầu mà chia cho 12 tháng thì nó chỉ xem vào bằng cái lãi suất tiền gửi một năm, tiền gửi tiết kiệm ấy mọi người ạ. Cho nên là mọi người không có cái gì phải lo lắng khi mà nói rằng là bây giờ cắm cái sổ đỏ đó đấy vào ngân hàng là tôi sẽ mất. Không mất, không hề mất, bởi vì là cái nhà đấy mọi người vẫn đang ở và sinh sống, chỉ là cái sổ đỏ thì là mọi người gửi vào ngân hàng thôi. Thực ra gửi vào ngân hàng quá yên tâm luôn. Còn cái lãi suất chi trả thì cái cách trả thì là theo hàng tháng, theo cái lãi suất hàng tháng. Ví dụ như là một tháng là sẽ chi trả vào một ngày cố định. Ví dụ một số ngân hàng này sẽ để cho quý khách hàng tự chọn mùng 5, mùng 10, 10 năm hàng tháng. Cái phần lãi suất đấy thì khi mà khách hàng nào mà vay cụ thể rồi thì các bạn bên ngân hàng, các bạn sẽ tư vấn, các bạn chuyên viên sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách hàng nhá. Thực ra cái thông tin em mày chia sẻ thì muốn chia sẻ thật là nhiều, nhiều hơn nữa tới khách hàng để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua nhà. Mà ví dụ trả thẳng thì ok, nhưng mà nếu như mà cần vay vốn ý, thì không gì, không có một cái gì đáng để lo ngại, để mọi người hoàn toàn tin tưởng và yên tâm vào cái phần ngân hàng, cái phần vay thế chấp ý, thế chấp đảm bảo nhá mọi người nhá. Thì là cái video em nói cũng khá là cụ thể rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, muốn hoặc là kể cả như là quý khách hàng có muốn bạn nhân viên nào đấy của các bên ngân hàng mà muốn tư vấn cụ thể cho quý khách thì có thể liên hệ với em. Em sẽ mời bạn nhân viên đấy tư vấn cho khách hàng nhá. Ví dụ các bên như bên ngân hàng BIDV này, bên MB này, bên Techcombank này, bên ngân hàng Liên Việt Sport này, rồi là bên Cbank, nói chung là bên công ty em thì có liên kết với tất cả, hầu như là tất cả các bên ngân hàng mọi người ạ. Cho nên là mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, muốn được tư vấn cụ thể, và tất nhiên là cái phần tư vấn này thì là free nha mọi người, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mọi người có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình, em Ánh 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Nếu như mà mọi người xem video này nếu mà thấy hay và cảm thấy bổ ích thì có thể bấm phần chia sẻ, cũng như là bấm phần like, cũng như là đăng ký kênh để có thể động lực em làm thêm được nhiều cái video hay hơn, bổ ích hơn tới cho mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.